Mình chào quý bà con và các bạn đến với nhà vườn của Như Ý nha. Hôm nay mình giao lưu hoa giấy rực rỡ, hoa rất là đẹp, rất là nhiều màu, cây nhỏ gọn cũng có, cây trung bình, giá phù hợp, rẻ phải chăng luôn nha bà con. Mời bà con và các bạn gặp Như Ý để báo giá. Rồi anh chào ý. Em chào anh Linh, chào cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì để riêng em ở Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp, thì hôm nay em tiếp tục giao lưu báo giá đến với cô chú anh chị mình mặt hàng hoa giấy như là cẩm thạch tím tiết, tím pháp, trắng tiết, tím tiết, cam lửa và những cây ghép nhiều màu hết cô chú anh chị. Thì số điện thoại cũng như là Zalo của em là 0707069329. Không làm mất thời gian của mình, em cũng lên ngay cho mình mã số 1 là một cây cẩm thạch tím tiết. Cây này đang lên full hoa luôn nha cô chú anh chị, mã số 1. Siêu bông, quá trời bông luôn. Dạ. Chiều cao của cây này là 82. Tán ngang của cây này là 50. Hoành em đo là hoành 13. Sổ đế của cây này là 33. Cẩm thạch tím tiết. Mã số 1 này em Zalo đến với cô chú anh chị mình với cái mức giá là 320.000 ha cô chú anh chị. 320.000 cho mã số 1, một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Đơn hàng 150.000 trở lên em bao ship mình đến tận nhà và không phát sinh thêm phí ha cô chú anh chị. Mã số 1. Dạ. Tiếp theo em lên mã số 2 là một cây tím tiết. Chiều cao của cây này là 80. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 13. Sổ đế cây là 35. Mã số 2 tím tiết anh Zalo là 250.000 hả cô chú anh chị? 250.000. Đậu non rất là nhiều luôn ha. Dạ, 250. Cây này đang lên full hoa luôn hả cô chị? Mã số 2. Dạ. Tiếp theo em lên mình mã số 3 là một cây ghép hai màu là trắng tiết và tím tiết. Chiều cao cây là 60. Tán ngang là 45. Hoành là hoành 16. Sổ đế là 33. Mã số 3 là trắng tiết ghép với tím tiết này em Zalo là 220.000 cho mã số 3. 220. Dạ. Cây hai màu rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên mã số 4 là cây ghép 3 màu là cam lửa, tím bướm và bên đây là tiểu Ấn Độ ha cô chú anh chị. Mã số 4. Chiều cao cây là 70. Tán ngang cây là 55. Hoành là hoành 19. Mã số 4 này em Zalo với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 180.000 cho cái mã số 4 không cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã số 5 là một cây tím 4 không cô chú anh chị. Mã số 5. Chiều cao của cây này là 75. Tán ngang của cây này là 60. Hoành em đó là hoành 10. Mã số 5 tím 4 này em Zalo với cô chú anh chị mình là 180.000. Rồi tiếp theo em lên mình mã số 6 theo cô chú anh chị là cây ghép 3 màu là đỏ lửa, tím bướm và bên đây là hồng gân theo cô chú anh chị. Mã số 6. Chiều cao cây là 90. Tán ngang cây là 60. Hoành em đo là hoành 21. Mã số 6 em Zalo đến mình với cái mức giá là 350.000 cho cây ghép 3 màu tím bướm, đỏ lửa và hồng gân. Cây đế sổ cũng khá là đẹp dạ, con. 350.000. Tím bướm và đỏ lửa. Rồi có đủ 3 màu hoa luôn. Dạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 6 là mã số 7 không cô chú anh chị, là cây cẩm thạch tím siêu hoa. Mã số 7. Chiều cao của cây này là 95. Tán ngang cây là 50. Hoành là hoành 16. Mã số 7 này em Zalo với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000 cho mã số 7. Một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Tiếp theo em lên mình mã số 8 là một cây tím pháp. Cây đang rộ bông. Chiều cao cây là 95. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 19. Mã số 8 tím pháp này em Zalo là với cái mức giá là 280.000. Để sổ sạch đẹp dạ. Luôn ha. Cho mã số 8 theo cô chú anh chị, một cây tím pháp. Cây được hai cái tuần. Quá trời bông luôn. Tiếp theo em lên mình mã số 9 là một cây tím bướm. Chiều cao cây là 75. Tán ngang cây là 60. Hoành em đo là hoành 21. Đế sổ đẹp ha. Dạ. Sổ đế là 33. Mã số 9 này em Zalo là 350.000. Một cây tím bướm mã số 9. Tiếp theo em lên mã số 10 là một cây tím bướm. Chiều cao của cây này là 70.
tế ngang là 40. Hoành là hoành 11, mã số 10 tím bướm này em Zalo là 170.000 cho mã số 10. Thì số điện thoại cũng như là Zalo của em là 0707069329. Tiếp theo em lên cho mình mã số 12 là một cây tím bướm đỏ lửa và hồng gân hết cô chú anh chị. Cây ba màu. Dạ, mã 11. Tím bướm. Chiều cao là 80, tế ngang là 45. Hoành là hoành 11. Mã số 11 này em Zalo là 180.000. Cây dáng một gốc lắc ha. Dạ. Đây. Mã số 11. Hồng gân, đỏ lửa. Dạ, tím bướm. Rồi. Cây ghép ba màu. Tiếp theo em lên mình mã 12 là một cây tím bướm. Tím bướm dáng lực nha bà con. Chiều cao cây là 85, tế ngang cây là 53. Hoành là hoành 15. Sổ đế là 26. Mã số 12 này em Zalo với cô chú anh chị mình cái mức giá là 300.000 cho mã số 12. 300k. Cây này cái đế còn dưới nữa nè. Dạ đúng rồi, nó còn đẹp luôn. Mã số 12 hết cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã 13 là một cây hồng lửa. Chiều cao cây là 82. Tế ngang cây này là 67. Hoành là hoành 11, mã 13 hồng lửa này em Zalo là 170.000 cho mã số 13. 170. Dạ. Tiếp theo em lên mã 14 là một cây tím pháp. Cây tím pháp ghép với kép hồng và ruby. Mã số 14 không cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 90. Tế ngang là 60. Hoành 12, mã 14 này em Zalo là 200.000 cho cây ghép 3 màu tím pháp, kép hồng và ruby ha cô chú anh chị. Ruby. Dạ. Đây. Cái này là kép hồng của chú anh chị. Kép hồng. Rồi, nó lên mới có tím pháp ha cô chị, mã 14. Rồi. Tiếp theo em lên mình mã 15. Là một cây tím tiết. Tím tiết siêu hoa. Chiều cao cây là 90. Tế ngang là 45. Hoành là 15. Sổ đế là 50. Đế dạ. Dạ. Mã 15 này em Zalo là 230.000 cho mã số 15. Rồi. Tím tiết. Đế sổ rất là quái luôn nha bà con. Tiếp theo em lên mình mã 16 là một cây Red Villa. Mã số 16. Chiều cao cây này là 80. Tế ngang là 65. Hoành là hoành 20. Sổ đế là 35. Mã số 16 Red Villa này em Zalo là 350.000. Đơn hàng 150 em bao ship theo cô anh chị. Số điện thoại của em là 0707069329. Cây này có cái đế ngộ mà nó lắc. Dạ. Lên nó vòng xuống nha. Mã 16 không cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã 17 là một cây ghép 3 màu nữa ha cô chú anh chị. Là đỏ lửa, tím bướm và hồng gân ha cô chú anh chị. Mã 17. Chiều cao của cây này là 75. Tế ngang là 45. Hoành 11, mã 17 này em Zalo là 170.000 cho cây ghép 3 màu đỏ lửa, tím bướm và hồng gân. Đỏ lửa, tím pháp. À, tím pháp không cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Mã 17. Tiếp theo em lên mình mã 18. Là một cây Red Villa nữa ha. Cô chú anh chị. Chiều cao cây là 85. Tế ngang cây là 77. Hoành là hoành 19. Sổ đế là 40. Đấy, sổ già luôn. Dạ. Mã 18 này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 350.000 cho mã số 18. Direct Bia. Tôm vàng tròn đặc bạc. Cuối clip em lên mình mã 19 ha cô chú anh chị. Cây tím bướm. Dạ, một cây tím bướm. Cây rất là khủng luôn, già cây. Dạ. Giờ mình thay cái chậu rất là đẹp luôn, tại em chưa có thay chậu của cô chú anh chị. Chiều cao cây là 90. Tế ngang cây là 70. Hoành là hoành 25. Sổ đế là 30. Mã 19 này em Zalo là 300.000 ha cô chú anh chị. Mã số 19, cây tím bướm. Cây này củ đế nó sạch mà già nha bà con. Dạ. Kỳ một nặng luôn. Giờ mình hay chạy lục giấy rất là đẹp đúng không anh chị?
Dạ rồi, đây cũng là cây cuối clip, thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn yêu thương và ủng hộ cho những video của em cũng như kênh của anh Liêm. Hẹn gặp lại với cô chú trong những clip theo. Rồi, cảm ơn Như Ý nha. Muốn chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ, và bà con có ủng hộ nhà vườn thì liên hệ với số điện thoại góc tay trái phía dưới màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn nha bà con. Bye bye bà con.